Hello, xin chào các bác. Thì dịch bệnh các bác khỏe không? Bên em thì giờ chỉ còn từ phạm vi hai cái dây thần thánh này nữa thôi. Hôm qua khỏi đây được, dịch rất là căng. Nguyên phường Long Bình Tân là khói đi đâu hết rồi. Thôi thì mình cũng nghiêm chỉnh chấp hành một phường thì coi như là ở nhà nghỉ ngơi và không đi đâu. Đây điện máy xanh cũng đóng cửa luôn. Đó, bên kế bên nhà chuyên kia là cái vòng xoay khá là lớn. Bên phường bên kia thì cũng có là các chiến sĩ đang canh gác. Tình hình dịch bệnh rất là căng. Đó, các chiến sĩ chặn chốt ở bên phường đó kia. Bên kia là một số lưu ý, anh em chưa phải cách ly xã hội thì coi như là có khả năng là một vài ngày tới sẽ đóng cửa tất cả Biên Hòa, cách ly toàn xã hội Biên Hòa. Đấy, thì anh em cũng lưu ý là chuẩn bị một số thực phẩm nhẹ nhẹ để trong tủ lạnh để ăn dần trong những ngày không ra ngoài được. Đó, như chuyên này là khói đi ra rồi đó, ra thì ra được thôi nhưng mà nhà chuyên thì dễ thở hơn là ngay ngoài đường lộ này thì anh em buôn bán cá rất nhiều thì không có lo, nhưng mà một số trong những cái khu vực kia thì rất là khó vì người ta ở sâu trong không có thể mua được cái gì, chỉ chờ là tiếp tế ở ngoài vô thôi. Đấy, còn bên mình thì nó cũng khỏe hơn là nó ở ngoài, còn trong cái hẻm trong nền này là coi như có công an bảo vệ rồi, dân phòng nữa. Đúng chắc. Thì cũng chủ động là có khả năng là tình hình dịch sẽ căng thì mọi người có thời gian thì cũng mua một chút đồ ăn gọi là đủ để ăn gia đình một hai tuần gì đó, 14 ngày cho đến 28 ngày, trường hợp mà nó phong tỏa hết thì mọi người cũng mua một ít đồ lương thực khô hoặc cá hộp, bí xanh, bí đỏ, bí bắc thì có thể là phòng ăn tạm được thì mọi người cứ mua, và một chút thực phẩm thịt đông lạnh này kia, cá biển đút trong tủ, nhà ai có tủ bao nhiêu thì đút bấy nhiêu, đề phòng thêm một chút thuốc men như paradol hay là sủi hay là hạ sốt. Nếu nhà ai có con nhỏ thì nên chuẩn bị một chút đó cho nó yên tâm. Trong lúc phong tỏa này thì không có ai mà đi mua hộ cho mình được. Thì chỉ có lúc đó nếu mà có thì mình sẽ sử dụng ngay. Thì kinh nghiệm là như mình đây, mình đã ở trong đây mấy hôm rồi thì cũng không đi đâu được, nhưng mình ở đây là còn may mắn ở thì được nên là mọi hoạt động mình vẫn có thể nhận hàng hay là mua thêm hàng ở quanh cái đường này, người ta chở rau củ là lạt xuống thì mình cũng đỡ lo. Còn mình thì ở đây rất gần, trước khi mình đã nắm được cái tình hình Biên Hòa rất căng vì hai phường bên kia đó là đóng cửa rồi. Sau là hôm 15 thì bên này cũng đóng luôn, thì chuyên cũng dự trữ được 5 quả bí đao bí bắc, 20 trứng gà, 20 trứng vịt, hơn ký thịt,
một hai con gà, rồi mua thêm một hai thứ linh tinh, bánh kẹo tùm lum, hai thùng mì gói, thế là đủ ăn trong vòng 14 đến 28 ngày. Đấy thì anh em cũng rút kinh nghiệm là cứ chuẩn bị trước, chứ chờ được xã hội mới chờ được nhà nước thì hơi bị vất vả đó. Thì trong lúc này ai cũng khó khăn mà, dịch bệnh thì không có vận chuyển được nhiều, người ta cũng ngại vì đang ở một cái vùng an toàn mà tự dưng vào vùng dịch thì nó cũng không may. Thì thôi thì cũng xin mọi người là hãy chấp hành những cái hiệu lệnh của nhà nước đưa ra, cách ly trong vùng mình đang ấy thì mình ai ở yên thì ở yên chỗ đó, hạn chế đi lại tốt nhất là giữ an toàn cho mình và giữ an toàn cho xã hội. Vượt qua cái đại dịch này, chưa bao giờ mình cảm nhận được rằng là nó lại kinh khủng như thế này. Mặc dù là mình không khó khăn về đồ ăn, không khó khăn về kinh tế, nhưng mà cảm thấy mỗi lần xem video trên Sài Gòn mà người ta không mua được đồ ăn, không mua được cái, không được cấp thì thực sự là bị kích động, nên là người ta rất là khó. Mình xem mình cũng rơm rớm nước mắt, quá là buồn. Chưa bao giờ phải nghĩ một cái thành phố Sài Gòn nó bây giờ là nó còn hoa như vậy mà lại thất thủ trong một cái dịch như thế này, quá rất là nghẹn ngào. Nhìn những người cô, người chú, người bác ở ngoài Bắc tiếp tế từng cái bánh, từng cọng rau, rồi từng tí thực phẩm vào trong này, và có những người thì nhận được mà có những người thì không nhận được, và có những thứ rau nhận được thì lại đã hư hỏng không ăn được, cảm thấy rất là buồn. Đấy, chưa bao giờ lại nghĩ một cái cảnh tượng nó này buồn tối như thế này, cảm giác như là rất buồn, không bước qua khỏi được hai cái sợi dây này. Cảm giác là một chút lo lắng và một chút buồn thôi, nhưng mà dù sao thì dịch bệnh thì cũng phải vượt qua, tiếp tục công việc. Mong sao là hy vọng là mọi người tất cả trên xã hội này vượt qua đại dịch, và trên toàn thế giới vượt qua. Tình hình hơi căng thẳng. Từ hôm đó này mà chết đến 90 mấy. Dịch kinh quá. Nên là thôi tốt nhất là mọi người cứ giữ khoảng cách an toàn và giữ an toàn cho gia đình và cho xã hội. Xin chào mọi người. Mọi người có thông tin hay